Chính phủ Nhật Bản vừa hạ dự báo tăng trưởng tài khóa 2024 kết thúc vào tháng 3 năm 2025 khi chi phí nhập khẩu tăng do đồng yên yếu tác động đến hoạt động tiêu dùng. Các yếu tố này cho thấy đà phục hồi kinh tế vẫn chưa vững chắc tại Nhật Bản. Cụ thể, theo các dự báo sau điều chỉnh, chính phủ của Nhật Bản đã hạ mức tăng trưởng trong tài khóa xuống còn 0,9% so với mức tăng 1,3% theo dự báo vào hồi tháng 1. Tuy nhiên, đà tăng trưởng được cho là sẽ mạnh lên trong năm 2025 nhờ chi tiêu vốn và tiêu dùng mạnh, củng cố quan điểm nền kinh tế sẽ phục hồi nhờ nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, một số thành viên của Hội đồng Kinh tế của Chính phủ Nhật Bản bày tỏ lo ngại về tiêu dùng gần đây đã yếu và những tác động tiêu cực của việc đồng yên yếu đối với sức mua và của những hộ gia đình. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đã công bố các dự báo tăng trưởng kinh tế vào tháng 1, sau đó điều chỉnh vào khoảng tháng 7. Theo các dự báo sau điều chỉnh, Chính phủ Nhật Bản đã hạ dự báo tăng trưởng trong tài khóa hiện nay xuống 0,9% so với mức tăng 1,3% theo dự báo vào hồi tháng 1. Các ước tính mới vẫn được dự báo tăng 0,4% của lĩnh vực tư, cho thấy những hy vọng của chính phủ về việc tăng lương, giảm thuế và tiếp tục trợ giá nhiên liệu sẽ thúc đẩy chi tiêu dùng. Bên cạnh đó, chính phủ của Nhật Bản cũng nhận định nền kinh tế sẽ tăng trưởng 1,2% trong tài khóa 2025.